Bây giờ sẽ là bài Nightingale của Glinka sáng tác. Bài này được dịch ra tiếng Việt là Chú Chiên Họa Mi. Bài này được sáng tác vào năm 1833 là thể loại nhạc lãng mạn. Một trong những bài con thích nhất vì bài này nó có rất nhiều sắc thái khác nhau, nghe rất là hay và lãng mạn. Con có một trí tưởng tượng rất là lớn, cho nên là khi mà đánh bài này con hình dung được một ngày làm việc của một chú chiên họa mi bé nhỏ, ngay từ lúc thức dậy đi tìm mồi và đến lúc quay về tổ để ngủ. Xin mọi người thưởng thức.